Phúc Kiền Khoa Tiếng Pháp xin chào tất cả các anh chị. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với các anh chị chủ shop hoa là ba lý do tại sao vào gần đến những cái dịp lễ đó thì mình nên đến xưởng phụ kiện hoa để chọn và đặt mua phụ kiện hoa. Thì phụ kiện hoa Tiếng Pháp xin chia sẻ với tất cả các anh chị là bởi vì gần đến dịp lễ thì thường mùa lễ năm nay nó sẽ có những cái hot trend mới. Mùa lễ năm nay nó sẽ có những cái mẫu hoa và thậm chí là mẫu phụ kiện hoa mới và có những cái phong cách cắm hoa mới. Thì khi mà gần dịp lễ các anh chị đến với xưởng phụ kiện hoa Thiên Phát thì các anh chị trong shop của phụ kiện hoa Thiên Phát sẽ tư vấn cho các anh chị những loại giấy gói hoa mới nhất, những loại ri băng mới nhất, những loại lưới bó hoa mới nhất, những loại phụ kiện cắm hoa mới nhất và những loại giỏ cắm hoa mới nhất. Thì khi mà các anh chị đến, các anh chị nhìn thấy trực tiếp những cái loại phụ kiện cắm hoa mới đó thì các anh chị có cái cách nhìn riêng của mình, đúng không? Các anh chị có cái cách nhìn riêng của mình và các anh chị sẽ hình dung ra được cái cách phối hoa của mình riêng theo cái phong cách của các anh chị. Và khi mà các anh chị hình dung ra được cái phong cách phối hoa riêng của các anh chị rồi thì các anh chị lại lựa chọn cái mẫu giấy gói hoa phù hợp với chính mình, cái mẫu ri băng phù hợp với mình, mẫu phụ kiện hoa phù hợp với mình. Và khi mà các anh chị lựa chọn xong những cái mẫu giấy gói hoa và phụ kiện hoa đó thì có một cái lý do số 2 mà gần đến dịp lễ các anh chị chủ shop hoa nên đến xưởng phụ kiện hoa Thiên Phát để lựa chọn cho mình những cái loại phụ kiện hoa phù hợp với chính mình. Đó là khi mà các anh chị đến, các anh chị sẽ trực tiếp nhìn thấy được cái sản phẩm này, được trực tiếp nhìn thấy được cái màu sắc của cái sản phẩm đó, được trực tiếp nhìn thấy cái chất liệu của cái sản phẩm đó. Và khi mà các anh chị nhìn thấy được cái màu sắc, chất liệu và cái loại sản phẩm đó thì các anh chị sẽ dễ dàng chọn cho mình một cái mẫu phụ kiện hoa ưng ý theo cái ý muốn của mình. Và trong cái clip này thì phụ kiện hoa Thiên Phát biết rằng là có rất nhiều anh chị dạy cắm hoa, cũng có rất nhiều anh chị học cắm hoa ra, thì tất nhiên người thầy của các anh chị sẽ chia sẻ cho các anh chị những hot trend của mùa hoa năm nay, những hot trend của mùa hoa mùa lễ năm nay, những hot trend mới nhất, những phụ kiện hoa hot trend mới nhất để cắm hoa phù hợp. Thì có rất nhiều những người thầy dạy cắm hoa nắm bắt được cái xu hướng như vậy nên sẽ chia sẻ cho các anh chị kỹ càng và rõ ràng hơn trong những cái hot trend như vậy. Thì khi mà các anh chị đến với phụ kiện hoa Thiên Phát, các anh chị ha, thì các anh chị sẽ được đội ngũ của phụ kiện hoa Thiên Phát chúng tôi chia sẻ cho các anh chị những cái mẫu hot trend mới ở bên Trung và những cái loại phụ kiện hoa mới nhất để các anh chị chọn mua vào giỏ hàng của mình. Và như vậy thì các anh chị sẽ tiết kiệm được thời gian. Thứ hai nữa là cái lý do số 3 nữa, đó là các anh chị sẽ tiết kiệm được cái tiền bạc để mình không phải đóng một cái đơn hàng 30-40 triệu để mà dành cho shop hoa của mình, mà các anh chị chỉ cần từ 1-2-3 triệu đồng hoặc là 5 triệu đồng hoặc là 10 triệu đồng là các anh chị đã đủ phụ kiện cho một cái mùa lễ sắp tới rồi. Như vậy thì còn rất là nhiều cái lý do khác nữa. Và lý do số 4 là thưa các anh chị chủ shop hoa, các anh chị kinh doanh trong ngành phụ kiện hoa, thì khi các anh chị đến với xưởng phụ kiện hoa Thiên Phát chúng tôi và các anh chị mua hàng với số lượng lớn từ 50, 100 và một vài thùng giấy trở lên thì chúng tôi có một cái giá vô cùng ưu đãi dành cho các anh chị, mức chiết khấu vô cùng đặc biệt dành cho các anh chị. Và khi mà các anh chị đặt mua hàng trong những cái dịp cận lễ như vậy thì các anh chị nên đến sớm. Các anh chị từ Biên Hòa, các anh chị chủ shop hoa Bình Dương, Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk, Nha Trang, Phan Rang, Phan Thiết, Phú Yên, Bình Định, Đà Nẵng, những anh chị shop hoa ở vùng như là Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, những anh chị shop hoa ở Trà Vinh, những anh chị shop hoa ở Vĩnh Long, những anh chị shop hoa ở Châu Đốc, Sa Đéc, Cao Lãnh, những anh chị ở shop hoa ở An Giang, Kiên Giang, rồi là những anh chị shop hoa ở Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu chẳng hạn. Thì những anh chị ở khu vực đó, khi mà các anh chị di chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta chỉ mất từ 2 tiếng đến
5 tiếng đồng hồ. Thì cái thời gian đó rất là ngắn. Chúng ta vừa lên Sài Gòn, đúng không ạ? Chúng ta được cập nhật những cái mẫu giấy gói hoa, phụ kiện hoa mới. Chúng ta vừa được thăm bạn bè của chúng ta. Và thậm chí là có rất nhiều anh chị chủ shop hoa đang học cắm hoa tại Sài Gòn cùng với những người thầy của mình. Thì các anh chị vừa có cơ hội gặp được thầy của mình. Và các anh chị cũng vô tình là các anh chị sẽ được cập nhật những cái trend cắm hoa mới nhất. Và khi mà các anh chị đến thành phố Hồ Chí Minh thì đừng quên ghé qua phụ kiện hoa Thiên Phái của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chào đón anh chị như những vị khách đặc biệt. Và chúng tôi rất là vui, rất là hạnh phúc, rất là happy khi mà các anh chị ghé thăm xưởng của chúng tôi tại Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, ở đường Gò Xoài, hẻm 254 các anh chị ha. Thì khi mà các anh chị đến đây, chúng tôi sẽ chào đón các anh chị với một cái niềm vui và luôn luôn chào đón tất cả các anh chị. Còn rất là nhiều cái lý do mà các anh chị nên đến xưởng phụ kiện hoa, và đặc biệt đó là xưởng phụ kiện hoa Thiên Phát, để chọn mua hàng trực tiếp cho mùa lễ sắp tới. Và khi mà các anh chị follow phụ kiện hoa Thiên Phát, các anh chị follow chúng tôi sẽ thường xuyên chia sẻ cho các anh chị những chủ đề mới nhất, những chương trình khuyến mãi mới nhất, những mẫu phụ kiện hoa mới nhất, và sẽ có những cái chương trình quà tặng dành cho tất cả các anh chị. Nhớ là follow phụ kiện hoa Thiên Phát, và mời các anh chị xem video clip trước đó và xem video clip phía sau để thêm những cái thông tin hữu ích dành cho các anh chị chủ shop hoa, các anh chị florist, các anh chị kinh doanh trong ngành hoa và các anh chị yêu hoa. Phụ kiện hoa Thiên Phát xin cảm ơn tất cả các anh chị.